Đây là cầu vòm thép cao nhất Việt Nam, có thiết kế độc đáo với tổng mức đầu tư 1.927 tỷ đồng. Cầu được khởi công xây dựng vào tháng 1 năm 2018 do Ban Quản lý Xây dựng Giao thông tỉnh Bắc Ninh làm chủ đầu tư và thực hiện quản lý khai thác vận hành. Điểm đầu cầu thuộc địa phận xã Cảnh Hưng, huyện Tiên Du và điểm cuối dự án thuộc địa phận xã Đại Đồng Thành, huyện Thuận Thành. Cầu dài hơn 1,5 km, gồm 6 nhịp cầu. Đến nay công trình đã hoàn thành được khoảng 90% rồi. Công tác thi công còn lại là chỉ chờ thảm nhựa asphalt nữa thì cầu sẽ được thông xe. Theo như thiết kế thì phần thân cầu được làm bằng bê tông cốt thép kết hợp với vòng thép và hệ thống dây cáp treo vào mặt cầu. Mặt cắt ngang cầu rộng 22,5m với kiến trúc 5 nhịp vòm cao từ 40m tới 67m, thiết kế 4 làn xe ô tô. Từ mặt nước lên tới đỉnh vòm thép của cầu có độ cao lên đến 87m và là cầu vòm thép cao nhất Việt Nam tính tới thời điểm hiện tại.